Hello, xin chào cả nhà đã đến với trang fanpage Thiên Tài cũng như là kênh YouTube Run Viral Thiên Tài. Thì trước mặt các bạn đây là một bộ trống mình đã tự setup lên, một bộ trống Roland T, một bộ trống Roland TD25. Đây là một bộ trống mình đã tự kết tom cũng như là setup theo sở thích của bên shop. Nếu như anh chị xa gần có nhu cầu quan tâm tới một bộ em đang review trên, inbox cho em theo số điện thoại 0386 282 707, địa chỉ Tân Lập Hàm, Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Bên shop em nhận ship code các mặt hàng nhỏ nhẹ đi khắp toàn tỉnh thành, trừ những mặt hàng nhà cụ nặng ra nha anh chị. Anh chị chú ý nha. Chúng ta có thể đến tận shop để xem những món hàng, những mặt hàng của bên em để trưng bày cũng như là review tới quý khách, quý anh chị. Shop em xin nhắc lại, đây là một bộ trống Roland TD25. Bên em đã tự kết tôm cũng như là setup theo sở thích của bên shop. Đây là một chiếc kích KD120 cũng như là ba chiếc tôm BDX100 kèm theo một chiếc snare BD128S. Bộ TD25 này đã được nâng cấp lên nhiều chi tiết rất là cao cấp, cũng như là các chân để chúng ta để symbol cũng đã được kết tôm theo một kiểu, một cách mới lạ của bên shop em. Kèm theo đó là một chiếc VH11, một chiếc symbol ride 15R. Em đã tự setup cho một bộ trống Roland TD25 kèm theo một chiếc symbol ride CI15R. Thì tùy theo mỗi bộ nha anh chị, bộ nào chúng ta set cao cấp thì giá thành nó sẽ khác với những bộ chúng ta set vừa phải. Thì tùy theo nhu cầu, nếu như nhu cầu của chúng ta sử dụng một bộ em đang review thì chúng ta cứ để như vậy. Còn chúng ta muốn hạ nó thấp, symbol xuống thấp hơn thì chúng ta hạ. Em sẽ quay cận cảnh từng chi tiết trên một hệ thống, một bộ trống Roland cho anh chị em cùng xem. Một bộ trống của chúng ta sẽ bao gồm full đầy đủ như video em đang quay, ba symbol kèm theo một VH11 hi hat, cũng như là một snare, một kích, một bên đạp và một modem. Em xin nhắc lại, đây là một bộ Roland TD25 tùy biến của bên shop em mang tới cho anh chị. Nếu như anh chị thích mẫu mã kiểu như thế này thì chúng ta inbox cho bên em ngay nha. Vì những bộ như vậy bên em rất là giới hạn nha anh chị. Đây là bộ hạt que rất là xịn sò của DS, đến từ Italy. Chúng ta không có nhu cầu sử dụng bộ hạt que cao cấp như thế này thì chúng ta sẽ cho xuống một bộ hạt que thấp hơn, thì giá thành của bộ trống Roland TD25 tùy biến này nó sẽ thấp hơn một tí so với bộ hạt que cao cấp của DS đến từ Italy. Anh chị chúng ta cùng xem từng chi tiết của một bộ Roland TD25 Light New. Tình trạng phải nói là đẹp như mới nha anh chị. Hàng sản phẩm trưng bày tại shop của em, anh chị yên tâm khi mua những mặt hàng Light New từ shop của em. Vì những mặt hàng Light New từ shop em mang tới cho quý khách, bộ nào cũng đẹp như mới. Trên video anh chị cũng có thể thấy và cũng có thể xem cũng như là cảm nhận được từng chi tiết trên một bộ trống em đang quay, rất là mới và đẹp, sắc sảo từng chi tiết, nét từng chi tiết. Đây là những chiếc cùm của DS được thiết kế rất là đẹp, rất là đẹp mắt tới người tiêu dùng. Những chiếc hạt que, đây là những chiếc hạt que DS Italy nha anh chị.
hai chiếc symbol rai à, xin lỗi anh chị, hai chiếc symbol crack 12, ba chiếc tom body x 100 kèm theo một chiếc snare 128s cũng như là kèm theo một chiếc bd 120 bk vh 11. Đây là một chiếc hạt que hai càng đến từ thương hiệu DS. Hạt que này chỉ có hai càng thôi nha anh chị, nhưng đứng rất là vững ha. Một chiếc chân đĩa snare DS. Hạt que hạt à, đây là một bộ hạt que của DS, full bộ hạt que luôn nha anh chị. À, anh chị em xa gần đừng quên đăng ký kênh YouTube Roland Thiên Tài cũng như là kênh YouTube chuyên về biểu diễn chống rom thiên tài để ủng hộ cho bên em nha, cũng như là bấm theo dõi trang fanpage, bên em sẽ cập nhật các mặt hàng mỗi ngày cho anh chị để chúng ta tham khảo thêm các mặt hàng về nhạc cụ từ shop của em mang tới cho quý anh chị cũng như là quý khách xa gần. À, cảm ơn anh chị xa gần đã dành chút ít thời gian quý báu để xem clip em review một bộ sống, một bộ trống Roland TD25 Line New. À, nếu như anh chị có nhu cầu cứ inbox cho anh em. Chúc tất cả quý anh chị xa gần có những buổi xem clip thật vui vẻ hạnh phúc. Bye bye, hẹn gặp lại anh chị em trong những clip review các mặt hàng tiếp theo. Bye bye.